Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài 29 trong chuỗi series 50 bài video đọc hiểu N2 à, Đây là cái dạng bài trung văn hiểu về nội dung của bài Cái dạng bài naio này nó áp dụng rất là nhiều trong các cái bài đọc thi do PT Nên là mình cũng lấy các cái bài tương đối là uh, chúc chắc cũng như là khó có thể diễn đạt và trình bày Thông qua đó chúng ta sẽ học được các cái cách diễn đạt của người ta và giúp kinh nghiệm trong những cái bài đọc của mình nhé À, chúng mình nhớ là à, làm bài trước khi mà check đáp án ngày hôm nay À, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc cái câu hỏi để mà định hình cái uh, suy nghĩ của mình khi mà đọc uh, cái phần bài đọc nhé. Câu 1 của mình là dĩa hisawa dono yo nagezutsakihin ga sukurete to nobete ka là tác giả đang mô tả uh, những cái tác phẩm nghệ thuật như thế nào là uh, sukurete là những cái tác phẩm mà rất là nổi trội hoặc là ưu việt đấy hoặc là ưu tú hoặc là những cái tác phẩm mà rất là tuyệt vời. thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần nội dung ngày hôm nay nhé. 美術館にみんな展示してあるものに正解は一つもない ở đây mình sẽ bắt gặp lại cái cấu trúc là ní này cộng với lại nai có là trong cái gì đó thì có cái gì mình thấy cái mono ở đây là trong những cái thứ đúng không những cái tác phẩm đấy mà đang được triển lãm ở những cái viện mà mỹ thuật hoặc là những cái bảo tàng mỹ thuật thì là không hề có một cái đáp án nào chính xác cả hoặc là chúng ta có thể dịch từ cái chủ ngữ này dịch lại thì mình sẽ hiểu là không hề có một không hề nai đây là không hề có một cái đáp án nào đúng hoặc là chính xác cho những cái tác phẩm hoặc là những cái thứ mà đang được triển lãm ở trong các cái bảo tàng mỹ thuật này Sono no Midukawa no da. Kawa là cái việc mà chúng ta nhìn như thế nào thưởng thức như thế nào. Cái từ mi rự ở đây nó thàm ý là thưởng thức hoặc là ngắm nhìn các cái tác phẩm đấy như thế nào thì là hoàn toàn tự do. Một chi động Sonosaki Hino sản Achis no ido wa son dai suru. Đương nhiên thì sẽ tồn tại hoặc là có cái ý đồ của những cái người nghệ sĩ khi mà tạo ra cái tác phẩm đó. Shikashi sore wa ta hitotsu no cái điều này. Tuy nhiên thì sore wa ở đây là đại từ chỉ thị thay thế cho cái uh, ý ở phía đằng trước hay uh, trong câu này nó thay thế cho Achis no ido là cái ý đồ của tác giả hay là ý đồ của những cái người nghệ sĩ thì là nếu bạn nai không phải là một cái đáp án duy nhất, cái keste này nó sẽ đi với nai ở đằng sau này, có nghĩa là nhất định rằng là cái ý đồ của tác giả không phải chỉ là một cái đáp án duy nhất. Chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này, ya này sau là yomi kataga này để ký tự kotoga đúng không? saki no mi yomi của nanoda. Nanoda đây là người ta bổ sung ý nghĩa thêm cho cái ý ở câu đằng trước đó là cái ý đồ của tác giả nó không phải là cái đáp án duy nhất bởi lẽ rằng là thì cái việc mà có thể có được cái cách đọc cũng như là cái cách nhìn cách ngắm mà có vẻ như là đến ngay cả sặc cả mố là tác giả cũng không thể nghĩ ra được ý, là một cái điều hấp dẫn trong những cái tác phẩm nghệ thuật đà đây là giải thích cho cái ý ở đằng trước rồi nên là người ta giải thích lý do của cái việc là không hề có một cái đáp án duy nhất cho những cái tác phẩm nghệ thuật bởi lẽ rằng là cái sự hấp dẫn của những cái tác phẩm nghệ thuật đó là có được những cái cách nhìn hoặc là cái cách cái cách đọc mà có vẻ như là đến tác giả cũng không hề nghĩ ngợi ra được. Sugureta sakuhin wa sakka no ito o karugaru to koete no kokoro no naka de tayo na kizuki o umidashite Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái dấu phẩy đầu tiên ở đây đó là koete là vượt qua này. Thì cái đoạn đầu tiên mình thấy có cái chủ ngữ là sugureta sakuhin là những cái tác phẩm mà uh, nổi bật karuga được tố ở đây là đơn giản hoặc là dễ dàng nên là mình sẽ dịch ở đây là những cái tác phẩm uh, xuất sắc thì sẽ uh, vượt qua cái ý đồ của tác giả một cách rất là dễ dàng và sẽ umidaste cự là sẽ uh, nảy sinh ra được hoặc là sinh ra được những cái kizuki là những cái điều nhận biết đa dạng khác nhau ở bên trong cái trái tim của những cái người mà thưởng thức tranh hay là những cái người khách mà À, thưởng thức à, ở đây mình có cái từ là kaga được tố thì mình không có dịch được một cách sát nghĩa à, cái từ này bản chất của mình nó có nghĩa là à, một cách đơn giản rồi nhẹ nhàng à, nên là mình sẽ chỉ hiểu đơn thuần ở đây là à, có thể dễ dàng vượt qua được cái ý đồ của tác giả như vậy và giúp cho người đọc hoặc là khán giả có thể à, nhận ra được những cái điều kizuki những cái điều à, nhận biết đa dạng khác nhau khi mà thưởng thức những cái tác phẩm đó thôi thay ạ khai thác ra được ít y ở đây là nói như thế thì cũng không vấn đề gì hoặc là nói như thế thì cũng ok đấy à, cái cô tô hóa ở đây là cái việc mà à, có thể um, giải thích hoặc là hiểu theo nhiều kiểu khác nhau, theo nhiều cách đa dạng khác nhau cũng có thể nói chính là một cái điều kiện của những cái tác phẩm nghệ thuật xuất sắc thì đọc đến đây là chúng ta đã à, làm được cái câu số 1 rồi là những cái tác phẩm xuất sắc là những cái tác phẩm như thế nào thì tác giả nói ở đây nó chính là cái câu số 1 này này là ở trong bài hai cái câu bôi đen này nó chính là thể hiện cái ý đó là những cái tác phẩm tuyệt vời là những cái tác phẩm mà vượt qua được cái ý đồ của tác giả giúp uh, cho uh, người đọc đúng không nhận ra được những cái nhận biết đa dạng khác nhau này rồi cái việc mà có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau đấy nó chính là một cái điều kiện của những cái tác phẩm mà uh, xuất sắc và cái ý này nó cũng lại trùng khớp với cái ý ở đằng trước nữa là cái việc mà tự do đúng không cái việc mà thưởng thức những cái tác phẩm đấy một cách tự do đa dạng khác nhau thì nó chính là cái ý là hitoga là những cái người mà thưởng thức tranh thưởng thức những cái tác phẩm đấy thì sẽ có thể cai sát cự là hiểu cũng như là lý giải theo nhiều cách khác nhau một cách tự do ấy, thì là đáp án của mình nó chính là cái số một Câu số 2 là gì ạ? Miru hito ga kiyotsu no kaisaku o moteru Sakuhin là những cái tác phẩm mà có những cái À, cách giải thích chung đúng không của người xem thì cái này kêu sư nô cai sắc cự này là bị sai rồi ở trong bài người ta đang nói là thay ô nạ cai sắc cự cơ nên là cái câu hai này bị sai này câu ba là gì ạ sắc cá nộ -no i đồ gạ mi được hito nộ cai sắc quê được sắc à, là những cái tác phẩm mà cái ý đồ của tác giả thì vượt qua à, khỏi cái à, sự thấu hiểu hoặc sự lý giải của cái người xem thì cái ý này nó đang bị ngược lại với cái ý ở trong bài à, nó phải là gì? là cái uh, tác phẩm uh, xuất sắc nó phải vượt qua được cái ý đồ của tác giả chứ không phải là ý đồ của tác giả vượt qua được uh, chứ không phải ý đồ của tác giả vượt qua cái cách hiểu của người xem uh, câu 4 là gì ạ sắc cá nộ ito gạ mê ca cửa đệ sư nào nị cai sẽ cử đi được sắc hình là những cái tác phẩm mà ý đồ của tác giả có thể hiểu được một cách sư nào là một cách rất là uh, đơn giản rồi đơn thuần chân thật rồi chất phát và một cách rất là rõ ràng thì cái mê các cựu đệ và sư nâu này người ta cũng không nói tới trong bài nên đào án câu số 4 cũng bị sai chỉ còn câu số 1 thôi là những cái tác phẩm mà cái người xem có thể hiểu và lý giải nó một cách tự do lý giải theo nhiều cách khác nhau, đa dạng khác nhau Tiếp đến là câu số 2 mình sẽ đọc câu hỏi trước là Hisadio được tội Nihonjin Tại sao mà theo tác giả người lớn ở Nhật lại đang cảm thấy cái nghệ thuật nó rất là khó? Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc tiếp nhé. Shikashi Nihonjin wa kono kotae ga koto Tuy nhiên thì người Nhật thì rất là kém, nigate ở đây là miêu tả cái điểm yếu của mình ấy là người Nhật rất là kém trong cái khoản là trong cái việc mà uh, không có câu trả lời này. Cái việc mà kono kotai ga nai đây là không có câu trả lời gì ấy, thì nó chính là ý ở câu đằng trước ấy là các cái người xem người ta sẽ có thể uh, đưa ra nhiều những cái cai xác cự những cái lời lý giải hoặc là những cái sự hiểu khác nhau, đa dạng khác nhau thì nó không có một cái câu trả lời chính xác cho nó ấy. mà người Nhật thì lại rất là kém trong cái khoản kotai ga nai đấy. Bizutsu wa musikashi.

cái việc mà chúng ta thường hay nghe thấy những cái câu nói kiểu như là nghệ thuật thì khó này, tranh thì rất là khó hiểu này, nó đang thể hiện cho cái việc là uh, rất là nhiều người Nhật uh, có cái đáp án đúng, uh, hay là có một cái cách nhìn, uh, có một cái đáp án cho cái cách nhìn tranh cũng như là những cái tác phẩm nghệ thuật. OB de Vaca Costa ạ Carre này ở những cái nước châu Âu ấy thì là chúng ta không nghe thấy những cái câu nói kiểu như vậy này. zutsu wa suki ga nai, kyomi ga nai, to iu hito ga iru là chỉ có những cái người mà nói rằng là không có hứng thú với tranh hoặc là không thích các cái tác phẩm nghệ thuật. Shikashi wakaranai mono da to omotte iru hito wa amari inai no Tuy nhiên thì là tôi nghĩ rằng phải chăng là À, hầu như là inai, no điều anai cả là phải chăng là hầu như rất là ít người hoặc là không có ai à, nghĩ rằng là à, nó là một cái thứ gọi là wakaranai nó là một cái thứ gọi là à, khó hiểu thì cái mono ở đây nó chính là thay thế cho các cái tác phẩm nghệ thuật ấy. À, đọc đến đây là chúng ta đã làm được cái câu số 2 rồi là tại sao mà Ờ à, Người Nhật lại đang cảm thấy rằng nghệ thuật là một cái thứ rất là khó Thì nó có cái từ Karadearu ở đây là giải thích lý do này à, Lý do là à, người Nhật, rất là nhiều người Nhật thì à, đang có một cái đáp án đúng Trong cái cách nhìn tranh hoặc là trong các cái tác phẩm nghệ thuật à, Vì là rất là hay nghe thấy những cái câu kiểu như thế nọ hoặc kiểu như thế kia Là bi wa muzukashi nọ kia Nên là cái đáp án của mình nó là cái số mấy ạ khi mắt tại mikataga arunoni ni miyo tố sư kara bởi là mặc dù có cái cách nhìn nhất định cái cách nhìn đã được quy định sẵn nhưng mà lại cố gắng nhìn một cách tự do thì cái này bị sai hoàn toàn về ý rồi gọi là người nhật người ta đang không nhìn một cách tự do mà người ta đang rất là nhiều người nhật đang có một cái đáp án đúng ở trong cái cách nhìn tranh cũng như là những cái tác phẩm nghệ thuật nên là cái jiu Ni mio tố sư đự này là bị sai Câu số 2 là gì ạ? Mikatani tarashi gotai ga aru hazu da to kara. Bởi vì là người Nhật đang nghĩ rằng chắc chắn là có một cái đáp án đúng ở trong cái cái cách nhìn ấy, thì nó chính là cái đáp án ở trong hai cái câu này. có à, là người Nhật người ta rất là yếu trong cái khoản là không có câu trả lời. À, nó thể hiện cho cái việc là rất là nhiều người Nhật sẽ có nghĩ rằng là sẽ có một cái đáp án đúng trong cái cách nhìn tranh và nghệ thuật ấy nên là họ mới nói rằng là bi dứt sự đến Muzukashi rồi này đúng không? Vì họ không có cái câu trả lời uh, cho nó nên là họ cảm thấy khó bởi vì họ nghĩ là sẽ phải có một cái câu trả lời chính xác nào đấy cho cái cách nhìn tranh hoặc là cái nghệ thuật nên là cái câu số 2 này nó chính là cái câu đáp án đúng. Là người Nhật người ta đang nghĩ rằng là có đáp án đúng cho cái cách nhìn tranh nhưng mà thực ra thì là không phải như vậy. Câu 3 là gì ạ? Dare mo tarashi mikata o shiete kurenai kara Bởi vì là không ai dạy cho họ cái cách nhìn tranh đúng Thì cái này nó bị sai rồi Câu 4 là gì ạ? Mikata ga iroro ate erabenai kara Bởi vì là họ không thể nào chọn được Vì có rất là nhiều các cái cách nhìn khác nhau Thì cái này cũng bị sai À, đáp án của mình nó chỉ là cái cara de và nó thể hiện rằng là à, mọi người đang nghĩ rằng là à, có cái đáp án đúng trong cái cách nhìn tranh thôi Nên đáp án của mình nó là cái câu số 2 nha Câu số 3 là gì ạ? Koro mo to bi no deai ni tsui te hisawa dono yo ni kangai te ka Thì liên quan tới cái deai là cái cách mà tiếp cận à, với... À, liên quan tới cái cách tiếp cận của nghệ thuật với trẻ thì tác giả đang suy nghĩ như thế nào về cái việc này thì bây giờ mình đọc tiếp nhá Tarashi ega to Tuy nhiên thì chỉ có những cái người lớn thì mới lẩm bẩm hoặc là than vãn Cầu nhau một cách đầy bối rối rằng là Ega, này là mình không hề hiểu tranh Còn koromo wa sonna koto wa iwanai Bọn trẻ thì không hề nói những cái chuyện như vậy Những cái câu kiểu như vậy này Bizutsukang de koromo tachi wa sorezore no Yarikata de sakuhi no uketomeru Là những cái đứa trẻ ở các cái càng Thì sẽ uketomeru là tiếp nhận những cái tác phẩm Theo nhiều cái cách khác nhau Omoshiroi to omoe wa hamaru Omowana kể để bạn, Nếu như mà mình nghĩ rằng là nó thú vị thì là mình sẽ Hamaru Hamarud là một cái từ gôi có nghĩa là mình sẽ đắm chìm vào trong nó này, rồi mình sẽ vùi đầu vào nó nếu như mình thấy thú vị. Còn nếu như mà mình Omowana kể để là mình thấy nó không thú vị thì là mình sẽ quên nó đi ngay này. Koromotachito bi no sai de ai ino da đá omou Tôi nghĩ rằng là uh, cái việc mà tiếp xúc đầu tiên với tiếp cận đầu tiên với nghệ thuật cùng với lại con trẻ đúng không thì đúng không chỉ cần như vậy thôi là được tôi nghĩ rằng là chỉ cần nên đúng không nên tiếp cận đầu tiên với nghệ thuật cùng với lại con trẻ thì cùng với con trẻ đây nó chính là cái câu hỏi của cái phần câu hỏi của mình đấy là tiếp cận với con trẻ như thế nào thì là tiếp cận với con trẻ bằng cái cách là chúng sẽ ưu kê tomeru thưởng thức tiếp nhận những cái tác phẩm theo nhiều cái cách khác nhau chúng không hề nói những cái câu kiểu như như là tôi không hiểu về tranh mà chúng sẽ uh, tiếp cận nó bằng nhiều cái hình thức khác nhau thì đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này e ga wakarana kute mo daijo buda có nghĩa là mình không nhất thiết là phải hiểu tranh cũng được đúng không uh, mà mình sẽ sore sore no yarikata de sakuhi no uketomeru là mình cùng với con trẻ tiếp xúc với cái tác phẩm nghệ thuật theo cái cách như thế cùng với bọn trẻ nên là đoán của mình là một còn câu 2, câu 3, câu 4 mình sẽ loại như thế nào đây? ega wakatta to iu ushikkan ga taisetsu da thì cái đoạn này bị sai hoàn toàn rồi nhá. Là cái bọn trẻ thì nó không hề nói cái chuyện đấy. Nên là cái câu 2 này bị sai. Câu 3 là gì ạ? Sukureta sakuhin ni fureta là nên tiếp cận, tiếp xúc rất là nhiều với những cái tác phẩm mà tuyệt vời, những cái tác phẩm mà xuất sắc thì cái này người ta cũng không nói tới. Câu 4 là gì ạ? Kiyomi o motta mono mireba là chỉ cần nhìn những cái tác phẩm mà mình có hứng thú là được thì cái đoạn mà kiyomizu ta mono mi để bài y này người ta cũng không hề nói tới cái ý này trong bài nên là câu số 1 ở đây nó chính là cái đáp án nha thì trong cái bài này các bạn sẽ nhớ cái từ là cự kyu nhá. Cái từ này là cảm giác như là bối rối đấy, không biết là nên làm như thế nào ấy thì là cái cụm từ này là mình nhớ này. Tiếp đến là cái cách hành văn và cái cách mà người ta viết ấy thì là mình sẽ thấy là cái câu gạch chân là cái ý mà người ta đang hỏi ở cái phần mà Koromoto Tachito bi no Sai so no sō này thì nó sẽ thường là À, lặp lại một cái ý nào đấy ở trong một cái câu hay là một cái đoạn nào đấy ở đằng trước hoặc đằng sau thì ở đây nó chính là lặp lại cái ý ở trong cái phần bôi đen mà mình viết ở đây thì các bạn hiểu được cái ý ở hai cái câu này để mà biết được là tiếp cận với nghệ thuật ban đầu cùng với bọn trẻ là như thế nào đấy thì là xem xem bọn trẻ nó tiếp cận như thế nào thì là mình sẽ tiếp cận như thế là tiếp cận bằng cái cách là nhiều cách khác bằng cái nhiều cái cách thức khác nhau và không nói rằng là không phản nàn cao nhỏ rằng là mình không thể nào hiểu được tranh mà mình cứ ưu kê tô mê được theo nhiều cách thì nó chính là cái đáp án của mình là cái câu số 1 này bài ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nha